Xin chào tất cả mọi người ạ. Chúc mọi người một buổi chiều làm việc hiệu quả và gặp nhiều niềm vui ạ. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay thì Đèn Ô Tô Việt Nam tiếp tục phát buổi live này để thông báo tới mọi người là hiện tại công ty đang có cái chương trình xả kho. Cái chương trình này áp dụng duy nhất trong cái thời điểm của quý 3 này. Xả kho một số mặt hàng đèn led rất là thông dụng, không lợi nhuận. Bởi vì vào cái thời cuối tuần này, công ty trách nhiệm hữu hạn Auto Việt Nam sẽ nghỉ, cho nhân viên nghỉ 3 ngày để đi du lịch. Cho nên là buổi chiều ngày hôm nay sẽ phát trực tiếp cái buổi live này để giới thiệu một số cái mặt hàng áp dụng trong cái chương trình xả kho không lợi nhuận. Một số cái sản phẩm đèn led được áp dụng trong cái chương trình xả kho này đó là đèn led âm trần tản nhiệt 7W 3 màu, đèn led pha siêu sáng chip SMD mắt led 5054, đèn led pha công nghệ mới, mẫu ma mới, và đèn led bút trụ Auto Việt Nam. Tất cả các đèn led của công ty trách nhiệm hữu hạn Auto Việt Nam thì đều là đèn chính hãng của công ty, được áp dụng trong chương trình xả kho này thì đều là bảo hành 2 năm, chính sách đổi trả một đổi một trong vòng 2 năm, bảo hành đổi mới. Đầu tiên là sẽ giới thiệu cái dòng sản phẩm đèn âm trần. Mình cũng nói luôn là bán hàng thì rất cần sự tự tin, và mình rất là tự tin khi được bán cái sản phẩm của đèn led công ty trách nhiệm hữu hạn Auto Việt Nam, bởi vì mình hiểu rõ được quy trình sản xuất ra sản phẩm và chất lượng của sản phẩm. Trên tay của mình đang cầm đây chính là chiếc đèn led âm trần được áp dụng trong cái chương trình xả kho không lợi nhuận. Đèn led âm trần tản nhiệt 7W 3 màu, đèn led pha siêu sáng 50W, công nghệ mới, thiết kế siêu nhỏ gọn nhưng mà siêu sáng, công suất 50W, tiết kiệm điện năng, chi phí rất là thấp. Sản phẩm đang bán rất là chạy, rất là hot nữa, đó chính là đèn led pha chip SMD siêu sáng MEL 5054, thương hiệu Auto Việt Nam, đèn chính hãng công ty. Và chiếc đèn led đèn led bút trụ Auto Việt Nam đó. Và trong cái buổi phát live stream trực tiếp ngày hôm nay thì cũng có một cái chương trình đặc biệt, đó là những ai mà tham gia xem cái buổi phát live stream này và muốn sở hữu được chiếc bóng đèn led để thắp sáng cho không gian của mình thì vui lòng comment cho mình dấu chấm ạ. Comment cho mình dấu chấm và chia sẻ trong ba hội nhóm để thử vận may. Bạn nào may mắn sẽ nhận được quà tặng là một chiếc bóng đèn led bút trụ siêu sáng 40W trị giá gần 200.000. Sẽ được tặng ngay một bóng đèn led bút trụ siêu sáng công suất 40W trị giá gần 200.000. Các bạn, một việc rất đơn giản đó là chỉ cần comment dấu chấm và chia sẻ livestream trong ba hội nhóm sẽ được sở hữu ngay chiếc bóng đèn led bút trụ 40W, được tặng ngay chiếc bóng đèn led bút trụ 40W. Công ty trách nhiệm hữu hạn Auto Việt Nam không tiếc quà tặng cho tất cả mọi người đâu ạ. Vâng, đầu tiên là cái dòng sản phẩm đèn led âm trần tản nhiệt 7W 3 màu. Âm trần tản nhiệt 7W 3 màu này thì với cái xu thế của những ngôi nhà hiện đại bây giờ thì mọi người đều thấy là khoảng cách giữa trần nhà và sàn nhà rất là thấp, thì việc thiết kế trần thạch cao sao cho sát với trần nhà nhất, thì việc lựa chọn cái bóng đèn sao cho phù hợp để lắp trên cái trần thạch cao, để thứ nhất là làm sao mà vừa đạt tính thẩm mỹ, độ bền cao mà vẫn là phù hợp với cái trần nhà mà không bị nóng, thì đó cũng là một vấn đề rất nan giải. Và để giải quyết cái vấn đề này thì công ty trách nhiệm hữu hạn Auto Việt Nam có những giải pháp, đưa ra một số cái mẫu đèn âm trần rất là phù hợp và đáp ứng được cái yêu cầu này. Đây, trên đây là một số cái mẫu đèn led âm
Trần. Để các ông Trần cảm nhận. Để bếp đa lai với bếp COB. Rất là nhiều mẫu mã thiết kế đa dạng rồi. Để đáp ứng cái nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong cái thời buổi hiện đại. Cái sản phẩm mà được áp dụng trong ngày hôm nay thì với cái giá là giá siêu rẻ, không lợi nhuận. Cái bộ phận quan trọng nhất của một chiếc đèn led âm trần đó là phần đế tản nhiệt. Đế tản nhiệt này thì bao gồm cấu thành đó là keo tản nhiệt và phần nhôm để tản nhiệt trong cái quá trình mà đèn phát ra ánh sáng, mà không làm cho ảnh hưởng đến cái khả năng phát sáng của đèn, cái hiệu suất phát sáng của đèn cao, mà giảm cái lượng tiêu thụ điện một cách tối đa nhất. Đây, các bạn thấy rõ chưa ạ? Đây là sản phẩm được áp dụng trong chương trình khuyến mãi, áp dụng trong chương trình khuyến mãi xả kho đặc biệt của quý 3 này. Viền vàng, tính thẩm mỹ rất là cao. Đế tản nhiệt dày chắc chắn, nhôm tản nhiệt. Đèn thương hiệu chính hãng công ty Opto Việt Nam. Ok đi. Vâng, tôi tích cực chia sẻ cho ba nhóm cho em ạ. Còn thử cái vận may của anh nữa. Phải ấn theo dõi của fanpage của bên em nữa nha. Chia sẻ trong ba hội nhóm này, chia sẻ trên tường nhà mình này. Em bút rồi, em bút. Được tặng này. Em được tặng ngay. Bóng đèn LED vũ trụ 40W siêu sáng. Giá gần 200.000 ạ. Chỉ một việc rất đơn giản đó là share trên tường nhà mình và comment dấu chấm và chia sẻ trong ba hội nhóm nữa. Không, bên em làm là được rồi anh. MC là gì? Dạ, MC. Đây là sản phẩm đầu tiên áp dụng chương trình xả kho đấy ạ. Đèn led âm trần tản nhiệt 7W 3 màu, đường kính quét lỗ D90 và đường kính mặt ngoài 110. Cái đường kính này nó là đường kính rất là thông dụng, được thiết kế theo đường kính thông dụng của các ngôi nhà hay là chung cư công trình hiện nay. Các bạn nhanh tay comment và chia sẻ cho em với ạ. Một chương trình xả kho không lợi nhuận, cái số lượng vô cùng nhiều. Ưu điểm đặc biệt của đèn led âm trần cũng như tất cả các loại đèn led nói chung của công ty trách nhiệm hữu hạn Opto Việt Nam, từ đèn led âm trần rồi đèn led bút trụ, đèn led pha và các cái loại đèn khác như là đèn tuyếp led, đèn ô trần hay là đèn led sợi dây cũng thế. Tất cả các dòng sản phẩm của đèn led Opto Việt Nam có những ưu điểm vượt trội. Một số ưu điểm đặc biệt thứ nhất đó là tiết kiệm điện năng, siêu tiết kiệm điện năng. Tiết kiệm điện năng lên đến 90% so với các loại đèn hình quang và compact truyền thống. Thứ hai, tính thẩm mỹ cao. Thứ ba đó là tiết kiệm được tối đa cái chi phí bảo trì bảo dưỡng trong cái thời gian sử dụng. Thứ tư, đặc biệt cái ánh sáng của đèn led Opto Việt Nam rất là chân thực và không hại mắt, chống gây cận thị. Bởi vì việc sử dụng công nghệ tiên tiến chip led sử dụng theo công nghệ AZT của Nhật Bản, nó cho cái ánh sáng rất là thật, màu sắc rất là thật. Đặc biệt tuổi thọ của đèn lên đến hơn 50.000 giờ, cho nên là việc sử dụng đèn trong một khoảng thời gian dài mà không phải tốn cái chi phí bảo trì bảo dưỡng cũng hoàn toàn là cái đặc điểm tối ưu của đèn led Opto Việt Nam. Giới thiệu đèn pha đi.
đến đó là cái dòng sản phẩm đèn led pha siêu sáng SMD, công nghệ mới. Cái dòng sản phẩm này thì bạn đang bán rất là hot và rất là chạy, cũng áp dụng trong cái chương trình mà xả kho không lợi nhuận. Có các dòng công suất đó là từ 30W, 50W, 100W, 150W và 200W, đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu của người tiêu dùng cũng như là các công trình dự án cho các chủ đầu tư hay là người là bên lĩnh vực xây dựng, các nhà phân phối đại lý, ngay cả người dân mình dùng thông thường. Khi mà khách hàng mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp tới công ty sẽ nhận được cái mức giá rất là ưu đãi cùng với chính sách bảo hành. Chính sách bảo hành chính hãng 2 năm một đổi một. Đèn led không cần giới thiệu nhiều hơn, bởi cái đèn led pha này cực kỳ hot trong thời gian vừa qua, nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng rồi ạ. Đèn led pha này thì siêu sáng, sử dụng chip led SMD siêu nhỏ nhưng mà cái hiệu quả phát sáng vô cùng lớn. Việc cái cấu tạo của đèn này thì rất là chắc chắn, có mặt kính cường lực cao cấp chống va đập, chóa để bảo vệ cái chóa đèn và chip led bên trong, tránh các tác nhân từ bên ngoài. Thứ hai đó là thân đèn được làm bằng bộ nhôm đúc nguyên khối, đế đèn bằng nguyên khối dẫn tỏa nhiệt, thiết kế theo dẫn tỏa nhiệt giúp cho đèn tản nhiệt trong cái thời gian phát sáng mà đèn sẽ không bị nóng, điều đó sẽ không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của đèn. Mà đặc biệt cái đèn led pha siêu sáng này được sử dụng trong rất là nhiều ứng dụng công nghệ rộng rãi. Chị Lưu Dung ạ, vâng, một lát nữa bên em sẽ có người liên hệ và báo giá cho chị nhé. Chị vui lòng để điện thoại, một lát nữa bên em sẽ check inbox cho chị và báo cho chị cái giá và giá không lợi nhuận của công ty. Đặc biệt trong cái chương trình xả kho này thì bên em mặc dù là không lợi nhuận nhưng mà vẫn bảo hành trong cái thời gian là 2 năm. Một đổi một trong vòng 2 năm. Giá rất là tốt ạ. Cái chương trình này chỉ là áp dụng duy nhất trong cái quý 3 này. Xa kia. Để led pha siêu sáng chip SMD sử dụng ứng dụng rất là rộng rãi trong công trình công cộng, chiếu sáng trong công trình nhà ở, chiếu sáng biển bảng quảng cáo, sân golf, sân tennis. Pha cái đi. Bên cạnh cái dòng đèn led pha siêu sáng này thì có cái dòng led pha mới nữa của công ty trách nhiệm hữu hạn Oppo Việt Nam đang mới được đưa ra trong thị trường Việt Nam gần đây, trong một tháng nay thì hiện đang rất là hot và được rất là nhiều quý đại lý, quý công trình tin dùng. Đó là dòng đèn led pha chip SMD siêu sáng nhưng mà cái thiết kế cực kỳ nhỏ gọn. Đây, ngay trên tay em cầm đó chính là đèn led pha siêu sáng. Siêu sáng, thiết kế vô cùng nhỏ gọn, mỏng nhẹ. Thương hiệu đèn chính hãng Oppo Việt Nam. Cái nhỏ như thế này thôi nhưng mà công suất 50W rất là sáng. Cái này thì kết nối được với nhau. Cái này có một cái ưu điểm vượt trội nhất của chiếc đèn led pha này, đó là thiết kế nhỏ gọn nhưng mà cái việc đây có cái cấu tạo này. Có các cái điểm móc xích chỗ này. Đây, 4 điểm này thì chúng ta có thể ghép nối các cái đèn 50W này với nhau thành các công suất to nhỏ cho phù hợp với các cái điểm chiếu sáng. Ví dụ có thể lắp ghép lên đến công suất là 500 hay 1000W vẫn là rất là thoải mái. Thứ nữa là em sẽ gửi một cái hình ảnh mà bên kỹ thuật bên công ty lắp ghép để gửi cho đơn công trình hơn 200 bóng về cái loại đèn led pha này, lắp ghép 500W trên lắp ghép vào thành một cái khối đèn làm sao để đạt được công suất 500W. Mà cái này chưa đủ to không? To đi. Đây là chiếc đèn led pha được áp dụng trong chương trình xả kho không lợi nhuận.
công suất 5 mét á. À, vâng, em chào anh Viên Hoàng. Cái đèn chiếu sáng này chiếu trong sân tennis rất là ok nhá. Đèn này bên em cấp rất là nhiều, sân golf hay sân tennis, sân bóng, chiếu biển quảng cáo. Vâng. Anh check inbox giúp em nhé. Và tiếp đến đó là cái dòng sản phẩm đèn led bút trụ. Nhìn hình dáng rất là nhỏ nhỏ xinh xinh phải không ạ? Cái này thì dùng để trang trí rất là ok. Bút trụ này công suất là 7W, công suất đủ. Vâng, tất cả các cái loại đèn của công ty trách nhiệm hữu hạn Opto Việt Nam đều là công suất đủ. Đủ công suất ạ. Công suất đủ. Các bạn xem live stream trực tiếp vui lòng comment cho mình dấu chấm này và chia sẻ trên tường và ba hội nhóm để thử cái vận may của mình. Nếu như mà khách hàng nào may mắn thì vâng, sẽ áp dụng cho 10 khách hàng nhanh tay và may mắn đầu tiên sẽ nhận được ngay quả bóng netbook trụ 40W của công ty trách nhiệm hữu hạn Opto Việt Nam. Sở hữu ngay một chiếc bóng đèn led 40W của công ty trách nhiệm hữu hạn Opto Việt Nam chiếu sáng cho không gian của mình ạ. Nhanh tay comment cho mình dấu chấm, công việc rất là đơn giản. Nhanh tay comment cho mình dấu chấm, chia sẻ trên tường và ba hội nhóm, chia sẻ livestream trực tiếp. Ngoài bốn cái dòng sản phẩm đèn led bút trụ này, đèn led pha siêu sáng, đèn led âm trần tản nhiệt và bút pha mẫu mới khi được áp dụng trong cái chương trình xả kho không lợi nhuận này, thì những khách hàng mà comment trực tiếp trên cái video livestream này khi mà mua hàng sẽ mà không phải nằm trong cái bốn dòng sản phẩm này cũng sẽ được giảm giá 50% so với cái giá niêm yết. Đèn led âm trần tản nhiệt 7W 3 màu, thiết kế vô cùng hiện đại, tính thẩm mỹ cao, siêu tiết kiệm điện, giá siêu siêu rẻ. Đèn led pha siêu sáng chip SMD, thiết kế vô cùng nhỏ gọn tiện lợi, tính thẩm mỹ rất là cao. Alo anh đang phải có anh mới có cái thùng tiếp ấy. Đèn led bút trụ công suất từ 10W, 15W, 20W, 30W và 40W. Nhanh tay comment, chia sẻ. Nhanh tay comment, chia sẻ trên tường và trong ba hội nhóm để nhận ngay chiếc bóng đèn led bút trụ 40W siêu sáng thương hiệu Opto Việt Nam. Bố anh đợi tí. Anh mê gái nhất nhà, anh đợi tí nhá. Anh đợi một chút ạ. Bên em sẽ lựa ra 10 khách hàng may mắn đầu tiên để tặng quà anh ạ. Bên công ty trách nhiệm hữu hạn Opto Việt Nam không tiếc quà tặng cho khách hàng đâu ạ. Bút trang trí và bút siêu sáng. Giờ đây em chuyển đến bà ấy rồi. Trang trí, siêu sáng. Vâng vâng. Đèn led pha siêu sáng. Chiếc SMD công nghệ mới. Chiếc SMD công nghệ mới. Rất là chắc chắn. Còn gì mà không nhanh tay quý quý nhà thầu khách hàng chuyên về công trình nội thất xây dựng đâu hết cả rồi ạ. Vui lòng comment đi để nhận cái giá tốt nhất để có thể chạy vào công trình đi ạ. Lưu ý lại một lần nữa là những khách hàng mà comment và chia sẻ sẽ ngày hôm nay thử vận may sẽ được nhận cái bóng bút trụ 40W siêu sáng để thắp sáng cho không gian của mình. Và được khi mua sản phẩm sẽ được nhận cái giá mà giá không lợi nhuận của công ty. Nữa chứ.
những dòng sản phẩm được áp dụng trong chương trình xả kho ngày hôm nay để công ty chuẩn bị nghỉ 3 ngày đi du lịch vào cuối tuần này, đó là đèn LED bút trụ Auto Việt Nam, đèn LED pha siêu sáng chữ MD công nghệ mới, đèn LED âm trần tản nhiệt 7W 3 màu, đáy tản nhiệt dày, siêu sáng. Và đèn LED bút trụ và pha mẫu mới. Ngoài các cái dòng sản phẩm được áp dụng cái chương trình xả kho không lợi nhuận này thì bên cạnh đó những dòng sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Opto Việt Nam như là đèn LED tuyếp thủy tinh này, tuyếp bán nguyệt, tuyếp nhôm nhựa thì và các cái loại đèn LED như là đèn LED dọi dây, anh Viên Hoàng, vâng, đèn LED bút này lắp được cho cửa hàng quần áo thoải mái anh nhé. Bên em sẽ có cả hỗ trợ lắp đặt đấy ạ. Vâng, anh để lại thông tin cho em nhé. Bên em sẽ liên hệ lại ngay với anh. Vâng. Vâng. Nơi này đâu nhỉ? À, ngoài ra có ngoài các cái dòng sản phẩm, 4 cái dòng sản phẩm được áp dụng trong chương trình xả kho không lợi nhuận ngày hôm nay thì bên cạnh đó những dòng sản phẩm như là đèn âm đèn ốp trần, các loại đèn âm trần khác, đèn LED dọi dây, đèn tuyếp LED, có tuyếp LED thủy tinh, tuyếp LED bán nguyệt và tuyếp LED nhôm nhựa, và các cái dòng đèn LED dây trang trí, đèn LED âm đất hay là các loại đèn LED khác của công ty thì đều được áp dụng, đó là khuyến mãi 50% trên cái giá niêm yết sản phẩm trên trang web của đèn LED Opto Việt Nam. Trang web của công ty là opto.com.vn. Mọi người vui lòng tham khảo tất cả các cái dòng sản phẩm của công ty, xem dòng sản phẩm nào mà đáp ứng được nhu cầu của mình thì vui lòng liên hệ sớm nhất tới công ty để nhận cái giá cực kỳ ưu đãi. Vâng, bởi vì đèn LED của công ty trách nhiệm hữu hạn Opto Việt Nam nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực của người tiêu dùng cũng như là được ưa chuộng trên thị trường hiện nay rất là nhiều, bởi vì đèn LED của công ty có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là giá thành tốt, cạnh tranh. Thứ hai đó là siêu tiết kiệm điện năng, khả năng tiết kiệm điện năng lên đến 80-90% so với các loại đèn truyền thống, những loại đèn quang compact truyền thống. Thứ ba đó là ánh sáng rất là thật, màu sắc thật, không gây hại mắt, không gây cận thị. Thứ tư đó là giảm chi phí tối đa về cái chi phí bảo trì bảo dưỡng trong thời gian sử dụng. Đặc biệt tuổi thọ của đèn rất là cao, lên đến hơn 50.000 giờ. Vâng, các bạn nhanh tay comment cho mình nhé. Comment chia sẻ, comment dấu chấm, chia sẻ lại trên tường trang Facebook cá nhân và chia sẻ ba hội nhóm cho mình thử vận may để sẽ tặng quà ngay trong ngày hôm nay cho 10 bạn may mắn đầu tiên sẽ nhận được chiếc đèn LED chiếc đèn LED bút trụ Opto Việt Nam công suất 40W, công suất rất là sáng choang luôn. Ngầu quá. Đây anh Nam hồi quay, anh Nam quay sát một số cái loại đèn âm trần nữa. Đèn LED mờ chiếc, đèn LED âm trần mặt lõm 7W 3 màu. Rất là sang trọng. Đèn LED viền họa tiết. Đấy tản nhiệt cao cấp. Khuyến mãi 50%. 50% ạ. Khuyến mãi 50%. Tất cả các loại đèn LED của công ty trách nhiệm hữu hạn Opto Việt Nam đều đảm bảo đủ các tiêu chí cho một chiếc đèn LED chính hãng của công ty. Nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ quý người tiêu dùng cũng như là được lựa chọn, được khách hàng rất là ưa chuộng và lựa chọn để thắp sáng cho không gian của mình rất là nhiều. Đèn LED âm trần mỏng mẫu mặt đi, cái mẫu đèn này cũng đang rất là hot và rất là chạy của công ty trách nhiệm hữu hạn Opto Việt Nam.
cho các cái chung cư lớn. Cái loại đèn thương hiệu, loại đèn thương hiệu của công ty, đặc biệt là sang trọng dành cho các ngôi nhà biệt thự, khách sạn, nhà hàng, đó là đèn downlight. Đến lúc COD cũng đang chương trình giảm giá 50%. Bao nhiêu phút anh ạ? Thế này là ổn thôi chưa? Ừ. Vâng, và trong buổi phát livestream trực tiếp ngày hôm nay, mình đã giới thiệu tới mọi người cái chương trình xả kho đặc biệt và duy nhất trong cái quý 3 ngày hôm nay rồi. Thì những khách hàng mà có nhu cầu về sử dụng đèn LED và cũng như là muốn thử vận may để có thể nhận cái quà của chiếc đèn LED siêu sáng bút trụ 40W của công ty trách nhiệm hữu hạn Auto Việt Nam hay không, thì vui lòng comment dấu chấm cũng như là chia sẻ trên trang cá nhân và ở ba nhóm trên trang Facebook thì để nhận ngay chiếc bóng đèn LED bút trụ 40W. Và cũng như là có nhu cầu mua đèn thì sẽ nhận được cái giá xả kho không lợi nhuận của công ty. Vâng, một lần nữa cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã tham gia theo dõi cái buổi livestream trực tiếp ngày hôm nay của bên công ty trách nhiệm hữu hạn đèn LED Auto Việt Nam. Một lần nữa chúc mọi người một buổi chiều làm việc hiệu quả và gặp nhiều niềm vui. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chào mọi người ạ.